Vâng, em chào anh Thìn nhé. Hôm nay em cũng nghe được thông tin là anh Thìn cũng như là để đại diện cho hai bác ấy là làm một cái đơn để gửi lên cơ quan chức năng để tìm thầy Minh Tuệ. Thì cái thông tin này như thế nào, anh có thể là anh chia sẻ với tất cả mọi người một chút được không ạ? Cái đó thì thời gian qua mình cũng có thông tin thì cũng lo lắng. Mình cũng sáng nay có làm cái đơn gửi lên cơ quan chức năng để nhờ họ giúp đỡ. À, vậy là thông tin là anh chính thức là gửi đơn lên các cấp là để tìm thầy Minh Tuệ ạ? Dạ, và cái nội dung đơn như thế nào anh có thể anh chia sẻ cho mọi người biết được một chút không ạ? Thì nội dung đơn thì chắc là cũng có trên mạng rồi nên là mọi người cứ tự tìm. Không, ý là anh đọc một ít để cho mọi người biết đấy. Anh đọc một ít những ví dụ như cái nội dung mà anh cần, cái điều 1, điều 2 mà anh cần yêu cầu là cái gì đó, anh có thể anh đọc một chút không? Đó thì cũng nhờ người ta tìm giúp thông tin của anh thôi. Với lại thời gian gần đây là có một cái công ty tên là Phát Tâm Trách Nhiệm Hữu Hạn Phát Tâm Thiên Định Tuệ đó, thì tôi thấy cái tên là đặt trụ sở thì cũng ở thôn 6 xã Gia Tô, mà cái tên này tôi thấy rất là nhạy cảm nên là tôi cũng viết đơn để cho cơ quan chức năng họ biết, họ tuyên truyền cho người dân là cảnh giác tránh lợi dụng hình ảnh của anh thôi. À, là có một cái công ty là mới được mở ra, là công ty mang tên là Phát Tâm Thiên Định Tuệ, là có tên gần giống với lại là anh của anh Thìn là thầy Minh Tuệ đó. Thì là anh Thìn cũng có nói rằng là sẽ yêu cầu cơ quan chức năng là làm rõ cái thông tin này, là cái công ty đó là với cái mục đích gì, đúng không ạ? Là có phải là lợi dụng hình ảnh của thầy hay không, là cái điều là không biết công ty của ai đó. Và một cái điều nữa thì em cũng lúc nãy em có xem qua cái đơn ấy, em cũng nghe là thầy bảo là thầy sẽ quay trở lại cóc sau 7 ngày. Thì là không biết cái thông tin này như nào, anh có thể anh chia sẻ? Cái đó là trước khi thầy đi thì thầy lên có dặn với tôi như vậy. À, là sau 5 đến 7 ngày thì quay lại, nhưng mà giờ thì cũng chưa thấy nên là lo lắng thì mình mới làm đơn. À, vâng. Và em cũng xem trong cái đơn ấy mà anh có gửi cơ quan chức năng ấy, là có luôn là bà thì lại đau bệnh vì nhớ đến thầy Minh Tuệ, vì không biết thông tin thầy đang ở đâu ấy. Thì cái thông tin này là như thế nào ạ? Cái đó thì cũng không phải là nhớ quá mà đau, tại vì giờ thời điểm giao mùa rồi, nắng mưa thất thường, đau ốm là chuyện bình thường thôi. À, cũng từ đâu mà anh biết đến cái công ty Thiên Định Tuệ mà anh vừa nói đó anh? À, cái đó thì cách đây mấy hôm thì có người bên chi cục thuế của huyện có hỏi về thông tin cá nhân của cái chủ sở hữu công ty đó nên là mình mới được biết. Ồ, vậy là anh vô tình là anh biết qua cái câu chuyện là liên quan thông tin thuế. Yeah. À. Nhưng mà em thấy là có tên, em thấy bảo là cái tên đại diện công ty đó là ai, anh thì có biết không ạ? Tên đại diện này là Lê Hồng Sâm. Dạ. Yeah. Nghe nói là giới tính lại là giới tính lại nam là mình. Ủa, nhưng mà Lê Hồng Sâm là ai, anh có biết Lê Hồng Sâm là ai không ạ? Lê Hồng Sâm là chị gái của tôi. Chị gái ruột luôn ạ. À, nhưng mà trong đó lại là giới tính nam. Người ta để giới tính nam, với lại tôi cũng không biết thực sự là ai là đứng tên nên tôi mới phải nhờ cơ quan xác nhận lại cái thông tin này. À, vậy là hôm nay anh Thìn cũng có rất nhiều những cái thông tin mà chia sẻ với tất cả mọi người. Và cái việc mà anh Thìn cũng đang lo lắng là sợ là lợi dụng hình ảnh của thầy á để làm gì đó. Cái thứ hai là lại cái tên của chị gái nhưng mà lại giới tính nam. Nên là bây giờ cũng chưa tên của công ty, đại diện công ty. À, tên của công ty lại là Phát Tâm Thiên Định Tuệ, mà chữ Tuệ lại là trùng với tên của thầy Minh Tuệ đó, nên là anh Thìn cũng đang lo lắng cái điều đó thôi, chứ thực ra là không biết của ai đó. Với lại thêm một cái yếu tố nữa là bảo là thầy xuất hiện ở đâu á, thì hôm nay là anh lên các cơ quan chức năng là anh đi những đâu anh Thìn? Thì mình mới lên công an xã với công an huyện thôi. Thì tính thì có thể chiều nay mình sẽ lên công an tỉnh. À, là anh xác nhận là hôm nay anh công lên các cơ quan chức năng là công an đấy, là các cơ quan là công an trực tiếp. Vậy là công an đấy. Ba cấp. Thế bữa trước thì bọn em thực ra thì cũng nói với anh như thế này, bọn em thì có nghe cái thông tin thầy ở Mang Giang. Nói chung là nó cách đây xa khoảng 90 cây số gì đó. Thì khi mà bọn em đi lên đến trên đó thì có một cái thông tin thực ra là nó cũng chưa được kiểm chứng chính xác. Mình phải nhấn mạnh là nó chưa được kiểm chứng chính xác. Đó là lúc đó thì bọn em chỉ nghe là thầy Minh Tuệ đang bộ hành và khất thực ở trên đó thôi. Và khi tìm đến nơi á thì có một vài người đồng bào ở đó, họ nói rằng là ở trên đó là công an xã hay là công an ở trên đó là họ đã bàn giao ông Lê Anh Tú hay là thầy Thích Minh Tuệ đấy, là cho phía gia đình nhà mình rồi. Thì anh có biết được cái thông tin đó như thế nào không?
Anh cũng nắm được cái đấy. Tôi cũng nghe phong phanh như vậy, nhưng mà gia đình tôi thì tôi với ông bà, tôi với ông bà là chưa có thông tin gì về cái đó cả. Hoặc là ai đứng ra nhận bàn giao thì tôi không biết. Vậy anh cho em hỏi là em thấy rằng là có thông tin bảo là gia đình anh cũng có mấy anh em ấy, thì không biết là những cái người đó, những người khác thì họ có biết thông tin gì không, là anh có thể anh chia sẻ mọi người biết không? Thì đó tôi không biết được, tại vì gia đình có mấy người đó thôi, anh chị em với lại bố mẹ thôi, mà tôi với bố mẹ không biết, thì mấy người khác có biết hay không tôi cũng không biết. Hỏi thật anh một câu nhé, trong suốt cái thời gian mà thầy Minh Tuệ về đây thì có ai trong gia đình chia sẻ thông tin với anh về cái câu chuyện của thầy Minh Tuệ khi mà thầy đi chỗ này thầy đi chỗ kia không? Đấy là cộng đồng mạng họ cũng thắc mắc như vậy, có ai chia sẻ thông tin với anh không? Thì tôi không có, tôi mới phải viết đơn đi lên cơ quan, chứ tôi biết thì tôi viết làm gì nữa. À, vậy là cái đơn ngày hôm nay là anh cũng đã bàn bạc với ông bà là bố mẹ người đấng sinh thành ra thầy Minh Tuệ đó, là có bàn bạc rồi. Dạ, là được sự thống nhất của ông bà với lại là anh Thìn cũng đã bàn bạc rồi, nên là mới làm cái đơn hôm nay để gửi lên cơ quan chức năng là ba cấp, từ cấp xã, huyện và chiều nay sẽ đi đến cấp tỉnh. Đó, để gửi đơn để thông báo chính thức là anh Thìn sẽ là người đại diện cho bố mẹ cùng với anh Thìn là tìm thầy Minh Tuệ là không biết ở đâu. Nên là anh Thìn hôm nay cũng có một cái lời gọi là nhờ cộng đồng mạng, anh có thể nói cái câu gì đó để nhờ cộng đồng mạng để tìm được thầy ạ. Thì qua đây thì cũng mong mọi người là nếu mà biết được cái thông tin gì đó thì báo về cho gia đình hoặc là cơ quan công an gần nhất để họ giúp tìm kiếm thông tin. Dạ, thì em cũng nghe được thông tin ở đây là cái hạnh của thầy là có nghĩa là thứ nhất là đi bộ hành, đi khất thực rồi là không ở một chỗ quá lâu ấy. Thế là em cũng hiểu được gia đình là trong thời gian là 20 ngày nay rồi. Là em thấy anh ghi trong đơn là từ ngày 12 tháng 6 đến ngày hôm nay là cũng hơn 20 ngày mà không biết thông tin thầy ở đâu, nhưng mà lại có rất nhiều những cái thông tin đồn khác nhau nhưng mà gia đình cũng không có xác thực được. Rồi đến ngày hôm nay là gia đình chính thức lại phải gửi đơn như vậy, thì hiện tại bây giờ thì anh mong muốn điều gì nhất là khi làm cái đơn cũng như là để mong muốn gặp thầy ạ? Thì cũng mong muốn nhất là cơ quan người ta hợp tác giúp đỡ tìm kiếm được cái thông tin của anh mình. Dạ. Là anh cũng đang quan tâm đến sức khỏe của thầy, đặc biệt là thầy ăn uống như thế nào, sức khỏe ra làm sao, hiện tại đang ở đâu, có an toàn không, được cái điều đó đúng không ạ? Nên là bây giờ thời điểm nhạy cảm này tôi cũng sợ là bị lợi dụng chẳng hạn, bị này nọ này kia, rất là phức tạp. Cái quan trọng nhất đầu tiên là chúng ta nhìn vào là như anh nói thì thầy Minh Tuệ phải còn sống và đang sức khỏe bình thường, tu tập theo cái nguyện vọng của thầy đúng không? Ở khi mà lên cơ quan chức năng thì chắc anh cũng phải bàn bạc với hai bác từ trước rồi. Có bàn bạc. Vậy là anh chị em có gì chia sẻ, nhờ anh chị chia sẻ với mọi người của ấy đi. Cho em hỏi là có một công ty có tên là Phát Tâm Thiên Đình Tuệ, thì theo anh nghĩ thì công ty đó, nếu giả sử công ty đó là người gia đình đi, em giả sử nha, là người gia đình, thì như vậy thì cái hạnh tu của thầy như thế nào ta? Theo anh trong gia đình thì anh có chia sẻ gì không? Cái đó thì tôi nghĩ là người nào làm thì người đó chịu thôi. Chứ còn thầy đã nói rồi là không có liên quan một tổ chức, công ty, tôn giáo hoặc là cái gì hết. Còn ai làm thì người đó chịu thôi. Đặc biệt là em thấy cái tên đó lại là cũng ở thôn 6, xã Gia Tô. Cái gửi địa chỉ mà thầy cũng khá là nhạy cảm nên đó. Phải cảnh giác mọi người. Bản thân tôi này, anh Lê Anh Tú của tôi này, cái ba mẹ tôi là không có thuộc một cái công ty, không có thuộc tổ chức, không có liên quan gì đến công ty tổ chức nào hết. Tôi nhấn mạnh điều đó. Vâng. Còn ngoài ra thì ai làm cái gì thì người ta chịu đó. Dạ. Trước khi mà kết thúc cuộc phỏng vấn hoặc là tiếp tục cái cuộc phỏng vấn thì cũng xin phép anh cho phép tất cả các anh em đang ngồi tại đây xin phép được chia sẻ cái câu chuyện của anh cũng như là cái lá đơn mà anh trình báo lên cơ quan chức năng trong cái nội dung của những cái video bây giờ và tiếp theo được không anh? Thế là anh cho phép, anh phải nói là anh ấy cho là phép anh bọn cho em phép làm. Tất cả bọn mọi người chia sẻ video này. Thì anh có đính chính lại à? Thế là anh đính chính lại à? Là anh tôi cho phép mọi người công bố cái video đây hoặc là cũng
hỗ trợ giúp tìm kiếm thông tin của tất cả mọi người đều có thể hỗ trợ anh nếu mà thấy thông tin của thầy Minh Tuệ đều có thể báo cho gia đình được không? Cho gia đình và cơ quan chức năng. Đặc biệt là trong cái nội dung đơn này là anh Thìn là đang nhờ cơ quan chức năng các cấp là đi tìm trước cái đã, còn mình chỉ là hỗ trợ thôi, phụ để tìm nếu mà có may mắn gặp thôi. Đó, quan trọng nhất là cơ quan chức năng sẽ hỗ trợ gia đình để tìm được thầy Minh Tuệ. Và cũng chia sẻ một cái nội dung như thế này là anh Thìn có nhấn mạnh về cái một việc là ở địa chỉ cũng gần nhà của thầy, gần nhà anh Thìn, đặc biệt là công ty mà phát tâm Thiên Định Tuệ, nếu như mà không có chữ Tuệ ở đó thì chắc có lẽ anh Thìn cũng sẽ không có cái thắc mắc mà sợ có điều gì đó đâu, đúng không? Bởi vì sợ là họ sẽ lợi dụng một câu có chữ Tuệ với lại có chữ phát tâm. Đấy, phát tâm. Tôi không biết sao. Đó. Cái câu phát tâm đó là cái câu giống như từ thiện. Đó, và cái tiếng Thiên Định Tuệ mà lại cái công ty thành lập được lâu chưa anh nhỉ? Thì mình theo được biết thì mới thành lập đây thôi. À, vậy là cũng cũng 5-6 rồi. Ồ, vậy là cũng cách mới mới có 4-5 ngày thôi. Cái tên nó rất là tâm linh. Tên lại là cái thời điểm này. Dạ. Thời điểm ra thành lập công ty rồi là địa chỉ. Và vậy là cái tên của cái người thành lập đó lại là người chủ công ty đó rất là nhạy cảm. À, đó. Thì đó là. Và kết thúc câu chuyện ngày hôm nay để chia sẻ với anh Thìn thì anh Thìn cũng mong muốn một điều gì nhất và cũng có nghĩa là gửi lời gì đó đến tất cả mọi người hay không, anh có thể chia sẻ. Đó thì mình cũng cảm ơn cơ quan chức năng, cơ quan nhà nước đã nhận đơn rồi là làm việc rất là nhiệt tình. Rồi là mong quý Phật tử thì cũng luôn luôn thương yêu rồi là ấy, có thông tin gì thì báo cho gia đình vậy thôi. Vâng, rồi em cũng cảm ơn anh Thìn nhé. Thế mà có gặp thầy ở đâu thì cũng báo gia đình và cũng trợ duyên giúp thầy ha. Cái điều đó là cũng bởi vì bây giờ mọi người đâu có biết được là cái hạnh của thầy là mong muốn như thế nào đâu. Đó, đúng không? Nên là bây giờ thì ví dụ như là thầy mong muốn như nào đó thì cũng không ai biết được. Đặc biệt nhất là anh Thìn cũng như là gia đình bố mẹ của thầy là đang lo lắng cho sự an toàn, cho sức khỏe và đặc biệt là thầy đang ở đâu, hiện tại ra sao. Đó, sức khỏe như thế nào thì đấy là cái điều mà gia đình mong muốn nhất. Rồi em cũng cảm ơn anh Thìn đã chia sẻ trong video này. Anh còn muốn nói điều gì không ạ? Thôi. Rồi, vâng, rồi em cảm ơn anh nhá.